Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty thảo dược Nguyễn Trân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài viết cây an xoa có tác dụng gì và có chữa được bệnh gan hay không. Cây an xoa là cây gì, có tác dụng như thế nào, có chữa được các bệnh về gan hay không? Hãy theo dõi video sau. Cây an xoa hay còn gọi là cây gió lông, tổ kén cái, thâu kén lông, tên khoa học là Helisteret hitlastalua, là một cây thân gỗ nhỏ mọc thành cụm cao khoảng 1,5 m. Trước đây loại cây này mọc dài ở ven rừng, đồi núi, được phát hiện nhiều ở Lào, Campuchia. Ở Việt Nam, cây an xoa phân bố rộng rãi ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Bình Phước, v.v. Cây an xoa có hai loại là cây an xoa hoa tím, lá thuôn nhỏ, phiến lá dày, răng cưa, hoa mọc sát nách lá, có màu tím, quả có lông như con sâu rớm. Khi chạm tay vào rất ngứa, có tác dụng chữa các bệnh về gan. Cây an xoa hoa trắng, phiến lá tròn và to gấp đôi lá của cây hoa tím, hai mặt lá không có lông, hoa màu trắng đục, không được dùng để trị bệnh như cây an xoa hoa tím. Hiện nay, cây an xoa hoa tím được sử dụng nhiều hơn vì có nhiều dược tính trị bệnh hơn. Cây an xoa là một loại dược liệu có rất nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe, có vị giống trà, có mùi thơm nhẹ, có thể uống như nước trà hàng ngày. Tác dụng của cây an xoa, theo một số nghiên cứu cho thấy trong cây an xoa chứa các hoạt chất như tilirosic, rubeon, stimasterol, abigenin, flavonoid, alkaloid, một số enzyme và các nguyên tố vi lượng khác. Nhờ đó, cây an xoa có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan. Cây an xoa giúp hỗ trợ điều trị xơ gan cổ trướng, viêm gan B, viêm gan C, men gan cao, suy giảm chức năng gan hoặc làm mát gan, kiểm soát cân nặng nhờ quá trình cân bằng trao đổi chất cũng như tính nhuận tràng, làm giảm mỡ thừa, mỡ bụng hiệu quả, điều trị phòng ngừa cao huyết áp. Uống an xoa thay trà sẽ giúp huyết áp được duy trì ổn định và tránh được nhiều biến chứng như tai biến mạch máu não, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim. Hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp, cây an xoa có tác dụng chống viêm, giảm sưng khi bị viêm khớp. Uống nước sắc từ cây làm đỡ đau nhức mọi các khớp, giúp an thần ngủ ngon. Uống cây an xoa tạo giấc ngủ ngon, an thần nhẹ với những trường hợp mất ngủ lâu ngày, giấc ngủ chập chờn. Điều trị viêm đại tràng. Bên cạnh đó, cây an xoa còn chứa rất nhiều flavonoid. Nó có tác dụng làm giảm sự phát triển của các tế bào viêm, đồng thời hỗ trợ và bảo vệ thành đại tràng tránh khỏi sự xâm hại của các tế bào gây viêm. Cây an xoa có chữa được bệnh gan hay không? Theo đông y và một số nghiên cứu khoa học khác, uống cây an xoa giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như xơ gan, viêm gan, men gan cao, giúp mát gan, tăng cường chức năng gan, giải độc cho gan. Có thể nói cây an xoa như một loại dược liệu cứu tinh đối với những người mắc bệnh gan mạn tính và cấp tính, cụ thể như sau. Cây an xoa có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư gan. Năm 2016, một bài nghiên cứu trong tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ đã chỉ ra rằng các thành phần của cây an xoa có tác dụng kháng tế bào ung thư gan HepG2, ung thư gan nguyên phát. Các nghiên cứu cho thấy dược liệu có tác dụng ngăn chặn sự phát triển di căn của tế bào ung thư, bài tiết chất độc trong gan, tiêu diệt các tế bào ung thư. Hỗ trợ điều trị viêm gan B. Nhờ những dược tính tốt cho gan nên cây an xoa cũng được dùng để điều trị bệnh nhân mắc viêm gan B. Cây an xoa có tác dụng ức chế sự phát triển của virus, chống oxy hóa, bảo vệ gan tốt hơn, giảm thiểu tác hại của viêm gan B gây ra. Đặc biệt, cây an xoa và cây cà gai leo rất tốt trong việc hỗ trợ chữa trị các bệnh về gan, đặc biệt là viêm gan B, có tác dụng điều trị bệnh xơ gan. Người bệnh xơ gan cũng sẽ có các triệu chứng như mệt mỏi, chảy máu cam, lười ăn, v.v. Cây an xoa có tác dụng tái tạo tế bào gan, phục hồi chức năng, giúp gan khỏe hơn, giúp hỗ trợ điều trị bệnh nhân xơ gan. Ngoài ra, loại cây này còn giúp chữa bệnh mất ngủ, vàng da rất tốt. Giải độc, làm mát gan. Đối với những người uống nhiều rượu bia, ăn dầu mỡ, làm gan nóng, chức năng thải độc kém, cây an xoa sẽ giúp có tác dụng giúp thải độc, làm mát gan, giúp giảm thiểu các triệu chứng như mệt mỏi, mụn nhọt, vàng da. Lưu ý khi sử dụng cây an xoa. Lưu ý không sử dụng cây an xoa cho phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em dưới 3 tuổi. Không dùng chung cây an xoa với thuốc tây vì sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc nếu dùng cách nhau 60 phút. Nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi sử dụng. Trước khi dùng cây an xoa, cần sao vàng hạ thổ để phát huy hết công năng của thuốc. Nên lựa chọn nơi bán cây an xoa uy tín và chất lượng để đảm bảo. Liên hệ tới công ty thảo dược Nguyễn Trân, địa chỉ số 860-14 Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 25, quận
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188 hoặc 0964 952 199.